Rồi, mến chào các bạn. Đây là một con si bao ra, bao ngon bao zin nha. SD 4000 AO. Đây nè các bạn, nhìn nè, lóc máy rồi nè. Đó, nguyên bản nguyên zin là mấy con này, mấy dòng này rất là ít ấy ha. Rất là ít, ít có bao giờ hư máy hết. Thì con này cả nè, xúc dạng gầu, mà gầu mấy đào, như gầu mấy đào á, đuôi sới luôn. Thì con này 130 triệu các bạn. Coi dàn sới coi, dàn sới coi mấy, 2 6 8 10 4 16, dàn sới ngang 1m6 các bạn. Đó, dàn lưỡi rồi nè, mới ken xà beng ha. 130 triệu, dàn bánh đồ nước sơn rin hết ha, dàn gầu xúc đồ là rin hết, theo xe hết luôn. Hàng này về không rửa không gì luôn nha các bạn nha. Đó, không rửa không dọn không gì luôn. OCK các bạn. Đây. Ha, chưa rửa chưa gì luôn nè. Đẹp cỡ này đây. Giá 130 triệu quá mềm luôn. Nội cái vàng gầu này các bạn mua không là 20 mấy chai rồi. 25 triệu rồi. Mình tính coi. Cái vàng đuôi này 20 nữa. Ta thấy là 30 là 245 triệu rồi. Tính ra cái máy đâu còn nhiêu đâu. Con này chạy mới có 1530 giờ. Nổ máy thử coi. Mình không đập ra, phải kéo lên đây, ga bị thấp. Ồ, các bạn thấy máy ngon ghê chưa, chất lượng không? Tại giờ nãy là mình không có lên ga, không có lên ga thôi. Gầu nè, mình thọc vô bị quá hớp rồi sao á. Nó khóa cái đường kia rồi. Khóa cái đường kia rồi. À, khối kéo xuống hết là tắt máy. Nó khóa cái đường này nè. Cái đường van. Thôi cài ra đi. Máy nổ khá ok các bạn ha. Máy nổ khá ngon. Chất lượng 130 triệu các bạn.
Con này về 40 mã lực, con này về kéo đồ hết ý luôn. SD nè, 4000A. 40 BS 2500 rồi tua. Động cơ 4 máy. Cơ 4 máy. Đây. Con này hai cái bánh lái nằm trong các bạn nha. Hai lái nằm trong luôn. Mình là VIP. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với ông chủ ha. Còn nếu mà có nhu cầu nữa thì con này thì giá là 90 triệu các bạn. Con này 23 mã lực, đẹp xuất sắc luôn. Nè, cái dàn cà lưỡi nó nè. Bạn thấy nè. Còn sơn luôn ha. Con này gần như mới. Con này gần như mới luôn, dân ma. Nè. Nếu mà các bạn đi tới những cái salon mà người ta rửa ráy đồ sạch sẽ thì nó sẽ không còn đất. Còn này ở đây không rửa luôn các bạn. Này cỡ này đây. Không rửa luôn mà còn đẹp cỡ này đây. Không rửa luôn nha các bạn nha. Chứ không phải là rửa đâu nha. Đó, các bạn thấy không? 90 triệu nha các bạn nha. Đẹp xúc xích luôn. Đẹp xúc xích luôn ha. Vỏ lốp các bạn ha. Ha. Con này vỏ lốp các bạn ha. Niền cũng ok ha. Mới luôn ha. Nè. Các bạn thấy không? Nè, bên này nè, nước sơn green luôn nè. Đó cũng vậy, con này 90 triệu. Con này là 130 triệu có gầu xúc đồ đầy đủ luôn. Con này 90 triệu không có gầu xúc. Đây. Động cơ nó nè. Nè. Máy không đụng không gì luôn. Nhìn chết mê chết mệt luôn các bạn. Động cơ 3 máy. Bét kim. Không đụng luôn nha, không xả bét luôn nha. Đó. Mang về là nổ thôi. Đẹp xúc xích luôn. Đây. Cái này xong tự động luôn rồi, xong xong rồi đó. Wow. Tuyệt vời ha. Tắt bằng điện luôn nè. Xong điện tắt điện luôn. Cái dòng này là nó VIP ở chỗ là nó toàn là chữ Nhật, có nghĩa là hàng mà sử dụng nội địa mà sản xuất để dân trong nước xài. Đó, là toàn chữ Nhật không ha. Còn các cái hàng mà sản xuất mà ra bên ngoài thì người ta sẽ cho số số của chữ của tiếng Anh vô ha. Nè, xong tự động. Quá ngon các bạn. Cái lái này không có trợ lực. Rồi. Rồi, bạn nào có nhu cầu con nào thì ấy ha. Con này thì 130 triệu. Có đuôi sới đồ đầy đủ. Tay lái coi có trợ lực không. Tay lái này là tay lái không có trợ lực hả ta. Để qua anh kia coi. Có trợ lực là nó sẽ có một cái là. Với dòng này thường thường là mình thấy không có trợ lực các bạn. Không có trợ lực bốt luôn. Thường dòng này mà trợ lực thường thường nó xài thêm một cái, nó gắn thêm một cái nó gắn thêm một cái bắt vô đây nè, một cái tay bắt vô đây nè,
còn này không có. Chế thêm ti này thêm mười mấy chai nữa. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho ông chủ ha. Số điện thoại trong phần mô tả video ha. Rồi, mến chào các bạn.